Mình sẽ chuyển sang đến cổ dầu anh nhở, thì có Dầu. BSR. BSR là giai đoạn vừa rồi mọi người đều nói là BSR dưới giá 18 là một món quà. Là giá BR anh 18, phải 18 chia là chia sẻ giá. thật với Hưng ấy là BR đúng là một cái sự tiếc nuối của anh. BR một cái sự tiếc nuối của anh. À, tại sao tiếc nuối? Bởi vì là anh đeo đuổi cái mã này từ lúc trước khi nó tăng, từ không phải trước khi nó giảm thì đúng hơn là nó tăng, tức là lần trước anh đã rất là thích cái cổ BR này và anh đã nhăm nhe đợi vượt chéo. Sau đó anh mua cây trước, sau đó anh bị lỗ một phát về đây. Nhưng mà anh thấy nó ngang đáy nên anh vẫn giữ. Và sau đó anh mua thêm ở cái phần V kép ở phía dưới này, tức là anh mua khi mà nó sideways ở đây. Nhưng mà đến lúc mà mình đúng là do sức ép thêm sức ép thị trường nữa thì khi mà đến đây thì mình mang hàng ra mình bán. Thì bán xong cái vừa bán xong hôm sau tăng luôn. Tức là vừa bán đây. Vừa bán đây, đây là vừa chết quả sideways xong vừa bán đây hôm sau giật lên phát 10% luôn. Đấy, đây là một cái ví dụ của cái câu chuyện rằng Có một là sự tiếc nuối. ngay kể cả là những người tay cứng như anh rồi mà lâu lâu vẫn bị một phát là do mình không bán một nửa mà mình bán hết, thành ra là lúc sau mình không đuổi kịp. Thì pha này của BR thì tôi nghĩ rằng là đến bây giờ lại dễ trade, tức là chúng ta thực ra là đang ở form tăng này. Đấy, xong rồi chúng ta đang form sideways. Và bây giờ chúng ta đang ở cạnh trên của sideways, và nếu mà các bạn nhớ cái form của KOSPI thì các bạn có thể áp dụng cái cách đấy là có hai trường hợp. Một là correction nhanh về giữa về trung tâm của cái vùng sideways liền trước thì các bạn có thể đi một cái lệnh mua. Đấy. Nhưng mà cái trường hợp đấy là trường hợp mà gọi là bây giờ tôi đang nghĩ là trường hợp đấy là trường hợp khó. Bởi vì đây là một cái form tôi anh cho rằng là sau này BR sẽ là form test nông chứ không phải form test sâu. Khả năng cao là BR không phải là form test sâu. Lại tiếp tục tiếc nuối à Đúng rồi, nếu mà để đợi anh? correction về thì anh nghĩ là nó lại là một sự tiếc nuối đấy. Chắc thôi nhỉ, Ừ. chắc thôi, chắc thôi. Đấy, thế nên là anh nghĩ à không, anh thì không thôi, anh thì làm gì có chuyện thôi, anh thì càng cao anh thì càng thích chứ làm gì có chuyện thôi. Đấy thì bây giờ thường xuyên đấy là các bạn sẽ thấy là có một cái pha như thế này. Thì nếu mà là tuần này mà là vượt vượt chéo ở đây phải bé tí ở đây này thì thực ra đóng cửa xanh sẽ là một cái pha entry luôn của BR luôn. Đấy, đóng cửa xanh sẽ là một cái pha entry luôn BR luôn. Đấy, cái Anh điều em mà bất tiện nhất của Tuấn Anh trong tuần này, Tuấn Anh cũng nói trước luôn với Hưng với tất cả mọi người đấy là Tuấn Anh cho rằng là index hiện tại đang không ổn. Đấy mới là vấn đề bất tiện của cá nhân anh chứ nó không phải là chuyện cổ. Cổ anh rất là cổ xí, mọi người đánh cổ cao. Đã càng index càng nguy hiểm thì lại phải càng đánh cổ khỏe. Đúng Đúng rồi. không? Đúng. Cả lớp em hình dung là cả lớp học dốt, cả trường học dốt thì mình lại phải đầu tư cho các bạn học giỏi nhất trường đúng không? Đúng, Cả trường bị đánh giá học dốt bây giờ lại đầu tư đúng. cho đứa học trung bình của cái trường đấy nữa thì thôi thì Thì chán. khả năng là dốt đúng không?